Chào anh em, và đây là sứ mệnh 240. Mình sẽ chọn chơi đồ chơi là khó nha anh em nhé. Và đây là những sứ mệnh mà anh em đã yêu cầu mình chơi trong video lần này. Trong video lần này mình chơi không hết thì mình hẹn anh em ở video lần sau anh em nhé. Mình đã nhận được những yêu cầu của anh em về các sứ mệnh mà anh em muốn yêu cầu mình chơi anh em ạ. Và trước khi vào sứ mệnh 240 của màn khó này thì mình sẽ nâng cấp các chiến binh anh em ơi. Rồi, chúng ta cùng vào sứ mệnh 240 nào. Wow, trước mặt chúng ta đây là sứ mệnh 240 của màn khó anh em nhé. Đó đó, trước tiên thì mình phải đập cái tảng đá này đi để cho các anh thợ mỏ qua khai thác đây anh em ơi. Xong rồi có gì rồi tính tiếp anh em ạ. Mình sẽ đầu tư vào các chiến binh khổng lồ và những chiến binh thợ mỏ trước để cho có một lượng vàng thật là dồi dào đi để mình mua các chiến binh của mình anh em ơi. Và đây là sứ mệnh 240 của màn khó anh em nhé. Anh em ai còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết anh em ơi. Mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em ạ. Wow, và sứ mệnh này thì 240 này thì mình mới vào là mình đã được cả 10.000 vàng rồi anh em ạ. Sứ mệnh đã cho mình 10.000 vàng và mình tiếp tục mình mua các chiến binh rồi mình khai thác tiếp anh em nhé. Xem nào, xem tình hình như thế nào nào. Đâu rồi. Quân địch đâu? Wow, đang đập phá đây. Quân địch cũng máu chiến đây anh em nhở. Quân địch cũng rất là hung hăng đấy anh em ạ. Nhưng mà không sao anh em ơi. Đang máu chiến. Thằng nào qua là xử được đó luôn. Với đội quân và giàn khổng lồ như thế này thì quân ngại như cha con thằng nào anh em nhở. Đang máu chiến anh em ạ. Vào là chiến thôi chứ giờ này còn lăn tăn cái gì nữa. Chiến thôi anh em ơi. Anh em nghe thấy chưa? Những cái đập của những anh chàng khổng lồ như thế này thì làm sao mà chịu nổi anh em nhở. Quân địch làm sao có cơ sở nào vào đó mà chịu nổi được kiểu với những cái đập mạnh mẽ của những đến từ những anh chàng khổng lồ đấy anh em ơi. Đi theo những anh chàng khổng lồ đấy là những hai bà phù thủy đấy nhá anh em nhé. Đi theo để bơm máu và bơm năng lượng cho người khổng lồ nhé. Wow, cũng đủ không lo mà chạy đi. Lo mà chạy đi chứ đứng đó là tan xác bây giờ. Rồi, vào phang nó đi anh em ơi. Đó, chiến nó đi. Làm sao mà có thể chống lại được anh em nhỉ? Múc nó đi. Đúng chiến thuật rồi anh em ơi. Phù thủy muốn tiếp như tầm này nữa. Không lo mà chạy đi là khổng lồ nó đập cho bây giờ. Rồi phang nó đi. Đấy anh em thấy giờ phù thủy nó bay xa cả mét luôn. Phù thủy chỉ gặp mấy anh chàng lính giáo và kiếm sinh thôi. Phù thủy mà gặp khổng lồ thì tắt điện luôn anh em ơi. Không có cơ sở nào mà bé trưởng được khổng lồ nữa anh em. Wow, chiến binh bên quân địch đây rồi anh em ơi. Đấy, nghe thấy chưa anh em, nghe thấy chưa? Đây là những tiếng rên la của những anh chàng khổng lồ anh em ạ. Đây là một thực sự là một cuộc chiến của những anh chàng khổng lồ anh em ơi. Gì chưa anh em. Đây là những anh chàng khổng lồ đỏ đối đầu với những anh chàng khổng lồ đen anh em. Khổng lồ đỏ để chứng tỏ là dân chơi rồi anh em nhở. Đó, ngỏm hết rồi anh em ơi. Giờ tiếp tục mình phải chờ đợi nào, chờ đợi những chiến binh bên quân địch ra nào anh em ơi. Anh em thấy video hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Anh em nào mà đã đăng ký kênh rồi thì hãy like video để cho mình có thêm động lực anh em ơi. Tiếp tục mình không thấy ai ra chiến đấu và nghênh chiến với mình thì mình cho lùi quân đây anh em ạ. Phải lùi đi để chờ quân địch ra rồi mình chiến luôn anh em ơi. Xem nào. Quân địch đã có ai? Chưa có ai luôn anh em ạ. Mẹ nãy giờ chờ nãy giờ mà chưa thế. Đây. Đội quân kiếm sĩ ra rồi anh em ơi. Chiến nó nào. Đấy. Kiếm sĩ à. Kiếm sĩ ra mà kiếm ăn à. Còn ai nữa. Ồ, lại hết rồi anh em ạ. Cứ chiến xong một trận bắt đầu lại phải chờ. Vậy trong thời gian chờ đợi như thế này thì để cho mấy bà phù thủy bơm máu cho người khổng lồ và những anh chàng lính giáo anh em nhở. Đó, để cho phù thủy đang bơm đấy anh em ạ. Nó đang bơm năng lượng cho lính giáo và người khổng lồ anh em ơi. Và ở màn này thì mình chọn khổng lồ cây anh em nhé. Mình sẽ chơi khổng lồ cây anh em ạ. Anh em ai còn sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết anh em ơi. Mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em nhé. Và anh em thấy video hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Rồi tiếp tục quay trở lại game nào anh em ơi. Wow. Anh em thấy gì chưa. Một anh chàng siêu to khổng lồ anh em ạ. Đây là khổng lồ của những anh chàng khổng lồ anh em ơi. Rồi, phang nào. Phang luôn chứ lăn tăn cái gì nữa anh em nhờ. Úi dồi ôi, một thằng chứ hai ba thằng thì cũng tạch thôi anh em ạ. Anh em thấy không, nó to xác như vậy chứ nó cầm nó đập chậm lắm. Tạch rồi. Úi dồi ôi, đập được một phát rồi anh em ơi. Anh chàng khổng lồ này đập được một phát là tạch luôn anh em ạ.
Không có gì phải bàn cãi về năng lượng chiến đấu của những anh chàng bên quân mình nữa anh em ơi. Không có gì mà phải bàn cãi nữa anh em nhỉ. Nhìn rất là hung hăng nhưng mà đánh thì đúng là chiến thuật luôn anh em ơi. Có chiến thuật đánh bài bản đàng hoàng anh em nhỉ. Đấy đấy đấy. Anh em thấy chưa? Bây giờ phù thủy đang nạp máu cho các chiến binh bên quân mình anh em ạ. Đó, làm gì mà phải sợ anh em nhỉ. Đó, rồi lại thêm một đội quân kiếm sĩ ra nữa anh em ơi. Và đây là đội quân kiếm sĩ nha anh em nhé. Trời ơi, ra nhiều tí chứ ra ít như thế này thì đánh đấm cái gì anh em nhỉ. Ra nhiều tí cho nó máu chiến nào. Đâu rồi, còn thằng nào nữa ra nốt nào. Đấy, trong thời gian chờ đợi thì phù thủy cứ bơm máu cho các chiến binh của mình anh em nhỉ. Đấy, quân địch không ra nhanh là mẹ máu đầy là đánh là mẹ đến phá đảo luôn đấy anh em ạ. Ra đây, đang máu chiến. Chưa thấy ai anh em ơi. Tình hình là chưa thấy cha con thằng nào ra cả anh em ạ. Lại phải chờ anh em nhỉ. Thôi tạm thời lui quân anh em ơi. Lui quân để đảm bảo lực lượng nào. Xem quân địch có thằng nào người ra nghênh chiến không nào. Cái gì đây? À, cell phone à. Úi dồi ôi, ra đội mẹ ra quả này chất lượng quá anh em nhỉ. Mẹ ra đợt này ra chất lượng nhỉ. Khổng lồ về quân mình nhỏ xíu so với quân địch anh em ơi. Nhưng mà quân địch nghe có vẻ cũng không ăn thua lắm, cũng không ra gì lắm anh em ạ. Nhìn thấy không anh em, thì nó to xác vậy nhưng nó đập rất là chậm anh em ạ. Đấy. Úi dồi ôi, làm sao mà chống lại được anh em nhá. Đây có lẽ là trục cuối của cái sứ mệnh 240 này rồi anh em ạ. Nó đi, đúng rồi, hạ gục được hai tên này là có lẽ là sứ mệnh sẽ kết thúc thôi anh em ạ. Và đúng là như vậy luôn anh em ơi. Sứ mệnh 240 đã kết thúc rồi anh em nhá. Và đây là màn khó của 240 anh em ạ. Rồi, chúng ta cùng qua sứ mệnh 7 nào anh em ơi. Một bạn yêu cầu mình chơi sứ mệnh 07 nha anh em. Rồi, trước khi vào trận chiến thì mình nâng cấp các chiến binh của mình đã anh em nhá. Đấy, mình chọn khổng lồ xương như nó máu chiến anh em nhá. Phá hủy bức tượng kẻ thù trước khi mặt trời lặn. À, vậy là mình phải mua các quả rìu để cho mấy ông thợ mỏ đào cho nó hăng hái đó anh em ạ. Mình phải phá hủy bức tượng của quân địch trước khi mặt trời lặn anh em ạ. Chứ trước khi mặt trời lặn mà mình không tấn công quân địch, mà mình không đập phá được tượng quân địch là mình thua nha anh em nhá. Đó, nên là ở sứ mệnh này thì nó hơi bị lạ một cái là quân địch sẽ không tấn công mình anh em ơi. Và mình sẽ phải tấn công quân địch và đập tượng của quân địch trước khi mặt trời lặn anh em ạ. Nên là mình sẽ cố gắng anh em nhá. Rồi, anh em cùng like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nào. Rồi, bây giờ mình phải đầu tư vào cho mấy ông thợ mỏ đây anh em ạ. Phải có thợ mỏ thì mới có vàng được anh em ơi. Nên là mình phải đầu tư vào cho mấy ông thợ mỏ trước đã. Rồi sau đó là mình sẽ mua các chiến binh sau anh em ạ. Chứ ở sứ mệnh 07 này thì quân địch nó sẽ không tấn công mình đâu anh em ơi. Tại vì bên mình không có tượng quân địch đập anh em ạ. Nên là ở sứ mệnh này thì nó giao phó cho mình một cái là mình phải đập phá tượng trước khi mặt trời lặn. Vậy nên mình sẽ cố gắng anh em ơi. Anh em cùng like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Và anh em còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết luôn nha anh em ơi. Và mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em ạ. Đấy, có tí cơm nước vào cái thợ mỏ đào hoang hái liền anh em nhá. Đó, để cho phải có năng lượng dồi dào như vậy thì mình mới có các chiến binh anh em ơi. Đó, quân địch nó không tấn công đâu anh em nhá. Mình sẽ tấn công quân địch trước nào. Có chạy không, mẹ bắn mẹ. Đấy, chạy à. Chạy thì mình lại lui anh em nhờ. Chạy thì mình lại lui, chứ còn bây giờ mới có hai thằng này vào mà đập tượng thế nào được anh em nhờ. Đó, bây giờ tiếp tục nào, tiếp tục cho thợ mỏ cơm nước cho nó máu chiến nào anh em ơi. Phải cho mấy ông thợ mỏ này ăn uống đoàn hoàng thì nó mới có số lượng vàng thật là nhiều được anh em ạ. Đâu rồi, ấy xa, lại lên à. Lại lên thì lại qua chiến thôi anh em nhờ. Đang máu chiến như thế này, quân địch mà lên thì lại qua chiến thôi. Quân địch lui thì ta lại lui. Chứ giờ này mà qua đập tượng thế nào được anh em nhỉ. Mặt trời chuẩn bị lặn rồi anh em nhá. Để xem tình hình mặt trời lặn mình có tấn công được quân địch không nào. Mình có đập phá được tượng trước khi mặt trời lặn không nào anh em ơi. Anh em cùng like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Và mình sẽ mua thêm rìu để cho các ông thợ mỏ đào cho nó máu chiến nào anh em ơi. Chứ tình hình kiểu này thì không ổn tí nào anh em ạ. Chứ với lực lượng kiểu này thì nó còn quá mỏng đi để qua đập phá tượng bên quân địch anh em ơi. Nên mà mình sẽ cố gắng mình chất chiêu cơ hội để mình đào vàng anh em ạ. Xem nào. Đúng rồi. Chiến nó đi. Chạy à. Đúng rồi, lao vào đập tượng luôn. Giờ không đập đi là mặt trời lặn đi là hỏng hết kẹo bánh anh em ạ. Mặt trời lặn là mình bị xử thua luôn đấy anh em ơi.
mình mà không đập tượng trước khi mặt trời lặn là mình sẽ bị xử thua anh em ạ. Vậy nên mình quân địch mà không đánh cũng thắng anh em ạ. Nên là mình phải chủ động. Đây là sứ mệnh này, mình phải chủ động anh em ơi. Anh em ai chưa chơi thử sứ mệnh này đây, anh em chơi thử nhá. Mình cũng thấy sứ mệnh 7 này rất là hay và hấp dẫn đấy anh em ạ. Cảm ơn bạn đã đưa ra yêu cầu cho mình chơi sứ mệnh này nhá. Bạn còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì cứ để lại bình luận cho mình biết các bạn nhá. Mình sẽ chơi theo yêu cầu của bạn. Đâu rồi, đúng rồi, vào pha nó đi. Anh em thấy không, lượng máu của tượng sụt giảm rất là nhiều rồi anh em ạ. Nhưng mà quân của mình thì cũng tạch cũng khá là nhiều rồi anh em ơi. Nên bây giờ phải chất chịu cơ hội thôi, đầu tư khổng lồ qua chiến nào. Wow, ui chắc mẹ quân địch lính giáo còn nhiều thế nhở. Anh em thấy không, mẹ lính giáo với quân địch còn nhiều, kinh khủng luôn á. Trời ơi, có ổn không đây anh em. Mẹ cung thủ cũng tạch mất một vài ông rồi anh em ạ. Cung thủ cũng tạch mất một vài ông rồi nên là mình phải cố gắng thôi anh em ơi. Cố gắng mình phải mua thêm rìu để cho mấy ông mẹ bỏ đào đi nhanh một tí chứ vàng kiểu này là... Ui dồi ôi, khổng lồ tạch luôn rồi anh em ơi. Khổng lồ tạch luôn rồi, cũng biết mình có phá hủy được tượng trước khi mặt trời lặn không đây anh em. Anh em cùng xem nhá. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nào. Wow, vào chiến thôi, bây giờ còn gì để mất đâu anh em nhờ. Phải lao lên mà tấn công thôi chứ không là mình để cho mặt trời lặn là mình sẽ thua đấy anh em ạ. Nên là không còn gì để mất ở sứ mệnh này cả. Sứ mệnh này là phải chơi tất tay rồi anh em ạ. Sứ mệnh này là phải tấn công chủ động chứ không phải phòng ngự phản công đấy anh em ơi. Rồi vào chiến tượng đi. Đúng rồi. Úi dồi ôi, tạch mất ông linh giáo luôn rồi anh em ơi. Tạch mất ông linh giáo nữa rồi anh em ạ. Bây giờ mình phải cố gắng mình dùng những vũ khí mà những gì mình có để mình tấn công thôi anh em ạ. Vừa cung thủ vừa linh giáo anh em ơi. Chứ bây giờ là không là mà mặt trời lặn đi là mình sẽ thua đấy anh em ơi, mình bị xử thua đấy. Quân địch mẹ không đánh mà cũng thắng đấy anh em ạ. Và bây giờ màn cung thủ đang bắn tượng là lượng máu đang sụt giảm rất là nhiều luôn anh em ơi. Và như vậy là sứ mệnh 07 màn khó mình đã hoàn thành rồi anh em nhá. Anh em ai còn sứ mệnh nào nữa thì để lại bình luận cho mình biết nào anh em ơi. Rồi tiếp tục qua sứ mệnh khác nào anh em. Đây là sứ mệnh 343 anh em ạ. Wow, sứ mệnh 343 này chỉ có một mình duy nhất là kiếm sĩ là tấn công thôi anh em ạ. Wow, chỉ có một mình kiếm sĩ và thợ mỏ thôi anh em ơi. Xem nào. Đã như vậy thì mình sẽ tạo ra một đội binh kiếm sĩ cho nó máu chiến anh em nhờ. Mình sẽ tạo ra 500 anh em kiếm sĩ để cho chiến đấu với quân địch nó anh em ơi. Đây, đào vàng đi. Thì trước tiên vẫn như thường lệ thì mình vẫn phải đào vàng trước đây anh em ạ. Mình phải mua các chiến binh thợ mỏ ra để đào vàng rồi mình mới có tiền để mình mua mấy anh kiếm sĩ này anh em ơi. Đấy, kiếm sĩ này cứ đông qua tấn công một lượt là có máu chiến lắm đây anh em ạ. Không phải đùa đâu. Đấy, thấy chưa, ba anh kiếm sĩ vừa rẻ và lại được đông nữa thì cũng vui anh em nhá. Sứ mệnh này chỉ có mua được kiếm sĩ thôi anh em nhá. Kiếm sĩ và thợ mỏ thôi chứ ngoài kiếm sĩ ra thì chẳng có lực lượng nào để đập tượng đâu anh em ạ. Và đây là sứ mệnh 343 của màn khó anh em ơi. Anh em ai còn sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết anh em nhé. Mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em ạ. Và anh em khi xem video của mình thì nhớ cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh anh em ơi. Rồi, quân địch này anh em ơi, quân địch đây anh em ơi. Quân địch nghe cũng vẻ có vẻ máu chiến lắm. Nhưng mà với đội quân kiếm sĩ của mình thì mình sẽ tấn công một lượt là cố gắng tấn công một lượt để giành chiến thắng luôn anh em nhỉ. Chứ mình không để cho trận đấu nó dài dòng đấy anh em ạ. Cứ sẵn khai thác vàng như vậy rồi mẹ có tiền cái là mẹ phang ngay anh em nhá. Có tiền là phang, có vàng là phang ngay chứ không có để lằng nhằng với quân địch làm gì anh em ơi. Quân địch chắc tình hình vẫn chưa tấn công mình đâu anh em ạ. Nên là trong thời gian chờ đợi như vậy thì mình cứ đầu tư để cho mấy ông thợ mỏ đào cho nó máu chiến anh em. Sau đó mình sẽ có một dàn đội binh về kiếm sĩ hùng hậu đi mình tấn công luôn anh em ạ. Đấy. Giống như kiểu là mình vừa tấn công mà mình vừa sản xuất ra kiếm sĩ đó anh em. Đó thì lúc đó là đội quân của mình là gem nội ứng là rất là mạnh mẽ luôn anh em ạ. Đấy. Đây giống như kiểu là thập diện mai phục ấy anh em ơi, nên là phải cố gắng anh em ạ. Anh em nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đâu rồi. Wow, quân địch nghe có vẻ không máu chiến lắm anh em nhỉ. Hay là chờ đợi điều gì bất ngờ quân ta đây chứ quân địch nghe có vẻ là không máu lắm anh em nhỉ. Đã vậy thì mình sẽ mua tới 50 anh chàng kiếm sĩ đi rồi mình sẽ tấn công luôn anh em nhỉ. Để cho địch biết thế nào là sức mạnh của những anh chàng mạnh của này anh em nhá. Anh chàng kiếm sĩ này giống như là một đội quân bất anh em ạ. Xem nào. Ra chưa? Đúng rồi. Đâu rồi?
múc nó đi, múc nó đi nào. Từ, khoan. 49 rồi, sang 50 nào. 50 nào rồi. Chiến nào anh em ơi. Lên để chiến, lên để chiến nào. Công việc gì mà phải lằng nhằng anh em nhỉ. Chiến nào anh em ơi, lên nào. Đúng rồi anh em thấy chưa. Là đội quân kiếm sĩ của mình tràn qua quân địch tấn công như thế này mà làm sao quân địch chống trả lại nổi anh em nhỉ. Đấy anh em thấy không, mẹ đông như kiến như thế này thì quân địch không mà đâu mẹ. Chỉ đánh bằng cái niềm tin này anh em ơi. Mình vừa tấn công và vừa sản xuất ra thêm quân địch kiếm sĩ như thế này nữa thì quân địch làm sao mà chống trả lại được anh em nhỉ. Đánh như một phát chắc là ăn luôn đây anh em ạ. Đâu rồi kiếm sĩ như máu chiến này anh em ơi. Chưa thấy chưa anh em thấy chưa. Và như vậy là sứ mệnh 343 của màn khó mình đã hoàn thành rồi anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ.